Rồi bây giờ hai chị em sẽ hát một bài trích đoạn cải lương của Xuân Già Yên Lan được mang tên Đêm Lạnh Chùa Thầy Hoàng. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Thank you.
vô chưa? Dặn tiền chơi đưa một mối tình ngang trai sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sao ơi, sao chúng mình lại chán ghét lần nhau? Đêm và anh dặn một lòng thương. Khi hai chúng ta không thù không quán hoàn thành chi đâu mà thấy biết đau tàn. Nâng chén nghe lòng đau rồi mềm môi cay đắng được mong vào vương sao. Ôi tôi buồn lấy trăng cất tiếng đồng và cờ. Ôi dạ tờ nặng sao. Em ăn theo nha. Hai thằng gục luôn. Kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu buồn bã tiếng người đi dạng kỳ không. Hay quá. Vỗ tay đi. Về. Nhưng tôi em hãy gượng sầu mà chôn lấp niềm đau khi cúi đầu tuân theo mạng số. Không, em sẽ không bao giờ trở lại quy quyền của phụ hằng. Em phải về thua tôi trước chiều bảo xin. Anh có trở lại giang áp cuối mùa lá rừng. Một bếp lửa hồng tan bập bùng cháy dở và một ngôi chùa hoang với cô liên. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này.
em trai. À, em khăn tiếng cho nên là anh ông của ông anh của em nhắc. Thầy Hoàng bữa nay chơi nhiệt tình vui lắm cả nhà ơi.